Đây là lần hiếm hoi Khởi My chúc mừng sinh nhật Kevin Khánh nghiêm túc thế này. Có lẽ khán giả đã quá quen thuộc với một Khởi My hay trêu ghẹo chồng, nên khi cô nghiêm túc thế này ai cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Khởi My vừa đăng tải dòng trạng thái chúc mừng sinh nhật ông xã Kevin Khánh. Không dài dòng mật ngọt, giọng ca vì sao khá nghiêm túc nhắn nhủ, nhan sắc mãi trường tồn nhé người anh em của ta. Sinh nhật vui vẻ, đi kèm đó là bức ảnh nam ca sĩ khá điển trai và nụ cười tươi rói. Không phải là chụp lén những góc mặt dìm hàng dữ dội, năm nay Khởi My đã chịu đăng ảnh gương mặt điển trai tươi tắn của ông xã. Ngay khi đó, Harry Won đã suýt xoa khen ngợi vợ chồng Khởi My, hai đứa cưng chết. Khởi My cũng hài hước đáp, hai đứa như hai thằng đàn ông chị ơi. Trên Instagram, cô còn rất khéo léo nịnh chồng như thế này, còn đẹp lắm, ngon mà, đâu tới nổi. Năm ngoái, nữ ca sĩ đã dìm hàng ông xã không thương tiếc và khán giả ai cũng bật cười khi thấy Kevin Khánh chấp nhận là nơi để Khởi My thỏa sức trêu chọc. Sau một thời gian hẹn hò, Khởi My Kevin Khánh chính thức là vợ chồng với nhau. Vào cuối tháng 11/2017, thời điểm ấy hình ảnh và thông tin về lễ cưới của họ được xuất hiện trên khắp các diễn đàn và gây sự chú ý từ dư luận. Bởi lẽ họ là những nghệ sĩ khá bình dân, gây được thiện cảm lớn với khán giả ở khắp các tỉnh thành và ai cũng ngưỡng mộ trước mối tình ngọt ngào và không kém phần hài hước của cả hai. Sau hơn nửa năm kết hôn, gương mặt của ông xã Khởi My cũng mũm mĩm hơn nhiều. Có thể thấy từ khi có vợ, anh lại có thêm một sự chăm sóc đặc biệt nên mới tăng cân rõ như vậy. Đến nay, người hâm mộ đang khá mong ngóng về việc cả hai sẽ sớm báo tin vui và sẽ là một thành viên đặc biệt cho tổ ấm thêm trọn vẹn hơn.